Rồi, hôm nay mình đi qua phần cuối của cái chương này ha, đó là cấp số nhân. Rồi, cái cấp số nhân là gì? Đầu tiên thầy sẽ cho em một cái dãy số. Rồi, vân vân. Thì em thấy á, thầy đặt thằng này là U1, số hàng đầu tiên là U1. Rồi, tiếp theo là U2, U3, U4. Vân vân cho tới UN. Thì em thấy nó tương đương với nó tương tự với cái cấp số cộng á. Thì cấp số cộng á là mình sẽ cộng thêm một cái gì đó, thì cấp số nhân nó tương tự nó sẽ nhân vào một cái gì đó. Thì thằng này cụ thể là nó sẽ nhân thêm 2 ha. Thì 2 nhân thêm 2 nó sẽ ra được 4. Rồi ở đây 4 nhân thêm 2 ra được 8. 8 nhân thêm 2 ra 16. Rồi thì tương tự như vậy. Thì cái cấp số này người ta gọi tên nó là cấp số nhân. Rồi hôm trước mình có cái cấp số cộng á, thì cái chỗ này mình ký hiệu nó là công sai D. Còn chỗ này á, thì mình ký hiệu nó là công bội Q. Q là công bội. Rồi thì cái thằng này công thức của nó cũng lý luận tương tự như cấp số cộng, nên thầy sẽ đi hết một lần công thức luôn. Rồi công thức đầu tiên. Công thức đầu tiên thì mình cũng đi so sánh cái số hạng bất kỳ ha, và cái số hạng phía bên trái của nó. Thì em thấy nè, từ U3 nè, U4 nè, thì U4 nó sẽ bằng U3 nhân với cái gì? U4 bằng U3, rõ ràng là nhân với Q ha. Tương tự thì U3 nó sẽ bằng U2 nhân với Q, tại vì số phía sau luôn luôn bằng số phía trước nhân thêm một cái công bội nào đó. Rồi vậy thì UN của mình nó sẽ bằng số phía trước của nó, UN trừ 1 nhân cho một cái Q. Hoặc nếu chỗ này mình ký hiệu nó là UN cộng 1 cũng được, thì bên này nó sẽ là UN. Đây, số phía trước của UN cộng 1 là UN nhân cho Q. Rồi xong. Cứ cấp số cộng thì em cộng, cấp số nhân thì em nhân. Rồi, công thức số 2. Đó là mình so sánh một cái số UN bất kỳ và một con số đầu một một cái số hạng đầu tiên đó là U1. Thì em cứ thấy nè, U1 nè, tới U2, tới U3, tới U4. Đây thì cứ hai số nó sẽ hình thành được một khoảng. 3 số là 2 khoảng và 3 số là 4 khoảng. Thì một khoảng ở đây của mình nó chính là Q á. Vậy thì ở đây mình có n số, n số thì nó chỉ có n trừ 1 khoảng thôi. Vậy thì mình sẽ nhân vào n trừ 1 cái Q như vậy. Đây, nhân vào n trừ 1 cái Q như vậy thì nó sẽ ra là Q mũ n trừ 1 á. Q mũ n trừ 1. Rồi tiếp theo công thức số 3. Đó là thầy hôm bữa mình học một con số UK bất kỳ. UK bất kỳ thì nó sẽ bằng trung bình cộng của hai số bên trái bên phải, hai số phía trước phía sau. Thì thằng này tương tự, số cấp số cộng thì là trung bình cộng, còn cấp số nhân á, thì nó sẽ là trung bình nhân. Tức là nó sẽ bằng căn của UK trừ 1 nhân UK cộng 1. Cái này mình gọi nó là trung bình nhân. Rồi, ở đây là trung bình nhân.
Rồi và cái công thức cuối cùng của mình á thì nó sẽ liên quan tới tổng tổng của n số hạng đầu tiên. Thầy tạm thời vào cái này. Rồi, SN của mình. SN nó giống như thằng kia vậy ha, nó là tổng của n số hạng đầu tiên thì nó sẽ bằng Q1 nè nhân cho 1 trừ Q mũ n chia cho 1 trừ Q. Thì chỗ này nó công thức của nó sẽ khó học hơn cái cấp số cộng tí nên chỗ này em ráng cố gắng học nè. Rồi thằng này nó là tổng của n số hạng đầu tiên. Rồi, mình đi vô bài tập. Đi vô bài tập thì thầy sẽ nhắc lại công thức từ từ. Bởi vì mới học thì cho dù nó giống nhưng mà mới học thì em cũng không nhớ, chắc là không nhớ được đâu. Rồi, mình làm từng công thức một ha. Ngồi đây. Thì khi em làm thằng này á thì em tự suy nghĩ nha, em bấm dừng lại rồi em tự suy nghĩ, em tự làm trước rồi một tí nữa mở lại coi cái bài giải của thầy nó có giống hay không. Rồi, thằng này người ta cho cấp số nhân. Người ta cho U5, U6 tìm U1 và Q. Rồi, thằng này mình sẽ áp dụng công thức số 1. Công thức số 1 là gì? Công thức số 1 là công thức giữa hai số hạng liền kề. À, công thức số 1 đó là UN cộng 1 bằng UN nhân cho Q. Đây, thầy ghi đây cho em dễ nhớ. Đây là hai số hạng liền kề. Rồi đây em thấy đây U5 nè, U6 nè, rồi hai thằng sát bên nhau nè, rồi vô đúng form luôn, quá ngon. Rồi vậy ở đây mình sẽ có hai số hạng liền kề thì mình lấy số U6 nó sẽ bằng U5 nhân cho Q. Rồi ha, U5 nằm đây, U6 nằm đây, rồi nên từ U5 nhảy lên U6 nó sẽ nhân thêm một cái Q, nên U6 sẽ bằng U5 nhân Q. Rồi, có số rồi, quăng số vô. Đây, 192 bằng 96 nhân Q. Rồi, Q mình chưa có. Ừ, tại vì người ta kêu mình đi tìm mà. Nếu có rồi tìm gì nữa. Rồi, vậy từ đây em sẽ suy ra được Q bằng, rồi chia qua ha, chỗ này cho kết quả luôn để em nhờ coi giống không. Rồi nó ra là 2. Rồi nhiệm vụ đầu tiên xong. Nhiệm vụ tiếp theo là mình đi tính U1. U1 thì lúc này em sẽ sử dụng tiếp cái công thức số 2. Công thức số 2 của mình á, nó là một số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên. Đây. Thì ở đây giữa hai thằng này á, từ UN1 cho tới UN nha, nó sẽ có N số hạng mà như thầy đã giải thích lúc nãy rồi á. Đây là U3 nè. Em tập giải thích cho dễ nhớ, dễ hiểu chứ chứ mà nếu mà mình chỉ ôm công thức mình học không á thì nó rất là khó khó nhớ lâu được. U1 nè, U2, U3, U4. À, giữa hai số thì có một khoảng. Giữa ba số thì hai khoảng. Bốn số thì ba khoảng. Vậy giữa n số thì mình chỉ có n trừ một khoảng thôi. Và cấp số nhân thì mình nhân.
Còn hôm bữa cấp số cộng á, thì mình cộng nha. Rồi đây là công thức này là công thức giữa số hạng bất kỳ, số hạng đầu tiên. Rồi số hạng đầu tiên và số hạng bất kỳ. Thì khi em học công thức á, thì em cũng nên xem cái này là mình liên hệ à. Anh này là liên hệ giữa ai với ai, và công thức phía dưới là liên hệ giữa ai với ai. Thì khi mà người ta cho những cái này nè, à là mình sẽ nhớ liền, à công thức liên hệ giữa giữa hai thằng gần nhau nè sẽ là thằng trên, hoặc giữa thằng gần với thằng đầu tiên nè là nó sẽ là thằng dưới, thì nó sẽ dễ áp dụng công thức hơn. Chứ nhiều khi vô bài tập cái mình thấy mình lan man, mình không biết sử dụng công thức nào. Rồi vậy thì chỗ này tính số hạng đầu tiên ha. Số hạng đầu tiên thì mình sẽ áp dụng công thức là số hạng đầu tiên và số hạng bất kỳ, nó chính là U5 bằng, chỗ này mình có hai cái U thì mình muốn áp dụng U nào cũng được nha, ra của y chang thôi. U5 sẽ bằng U1 nhân 5 số đúng không? 5 số thì bao nhiêu khoảng? 5 số thì chỉ có 4 khoảng thôi. Vậy là quy mô 4. Rồi, có số hết rồi, quăng số vô. U5 là 96. U1 mình đang tìm. Quy mình vừa có được ở câu trên. Rồi, từ đây em bấm ra được số kết quả cuối cùng. Rồi, nó là 6. Rồi, xong. Nhiệm vụ của mình lại đi tìm U1 và Q. Đây, Q. Đây là U1. Rồi Q này em nhớ cái Q này tên của nó là công bội nha. Là công bội. Bội đây chính là bội số á. Còn hôm bữa trước mình học cấp số cộng á thì D nó chính là công sai. Công sai là sai khác nhau bao nhiêu đơn vị thì nó là cộng, còn bội số thì là nhân. Rồi, bài tiếp theo. Học như vậy á, thì em không có tương tác trực tiếp được với thầy nên cái phần này thầy thầy sẽ đi luôn, thầy sẽ không cho suy nghĩ ha. Chứ nếu học trực tiếp thầy sẽ cho em suy nghĩ rồi em tự làm. Nhưng mà học như vậy thì thầy sẽ đi luôn. Còn cái lúc em coi lại cái clip á, thì em phải tự động em bấm em dừng và em tự làm. Sau đó mới bấm xem tiếp để coi coi làm đúng với thầy, giống với thầy hay không ha. Nếu học như vậy thì mình sẽ làm được nhiều bài tập hơn, nhưng mà em không có được tương tác với thầy. Rồi vô luôn, tính UN. Rồi bài này tìm U8 ở để cho to xíu nhỏ quá. Rồi, đây là mình tìm UN trong câu A nó là U8. Rồi, ở đây người ta không ghi gì hết. Thì cái hàng này mặc định mình tự hiểu số hạng này của mình á, nó sẽ chính là U1 nha. Tại vì người ta cho một cái cấp số nhân. Đây, cấp số nhân là đề cho chứ không phải thầy cho. Đây là cấp số nhân. Người ta ghi như vậy, một dãy như vậy, 1, 1 phần 3, rồi 1 phần 9,
Rồi còn gì đó nữa? Thì cái số hạng đầu tiên nè thì mặc định nó sẽ là U1, thằng này nó sẽ là U2, thằng này nó sẽ là U3. Rồi, người ta kêu mình tính U8. Rồi, cứ áp dụng công thức tính U8 vô. Giờ U8 của em là gì? U8 là số hạng bất kỳ đúng không? Số hạng bất kỳ thì mình sẽ so sánh nó với số hạng đầu tiên. Thì công thức liên hệ giữa số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên đó chính là U8 sang U, bằng U1 nhân cho từ 1 cho tới 8 là có 8 số. 8 số thì chỉ có 7 khoảng thôi. Đó, vậy là quy 17. Rồi, quăng số vô. À, U8 đang đi tìm. U1 có rồi, U1 để cho. Nhân quy mũ 7. Cái mũ 7 có rồi nè. Nhưng mà quy xui cái chưa có. Vậy giờ tính quy sau đây. Rồi, để tính được quy thì mình có số hạng đầu hai số hạng liền kề nè. Vậy thì mình áp dụng cái công thức hai số hạng liền kề. Ha. U2 nó sẽ bằng U1 nhân quy. Rồi, mình có số hết rồi, mình quăng vô. Nên là 1 phần 3. U1 là 1. Rồi nhân quy. Vậy thì chỗ này mình suy ra được quy của mình là 1 phần 3. Chỗ này mặc dù người ta không yêu cầu em tính quy, nhưng mà em vẫn phải tính quy thì em mới tính được cái U8 phía dưới. Rồi, có quy rồi, thế vô. 1 phần 3. Rồi, bấm ra được U8. Rồi, nó là 1 phần 2187. Rồi, xong một câu. Rồi, hàng tiếp theo. À, cũng nói luôn ha, tương tự. Đây chính là U1, U2, U3. Rồi, người ta hỏi mình U11. Nhiều khi bạn nào mà nhìn ra được vấn đề liền á, thì các bạn có thể đi tính quy trước. Nhưng mà nếu mà bạn nào không nhìn ra được vấn đề thì ok. Người ta hỏi gì thì mình tính đó thôi. Người ta hỏi U11 đúng không? Rồi, cứ tính U11 cho thầy. Rồi, mình coi mình thiếu cái gì thì mình lắp vô sau. Còn ai mà nhìn thấy được vấn đề thì đi tính quy trước. Rồi, U11 nè. U11 là số hạng bất kỳ ha. Số hạng bất kỳ thì mình dùng công thức liên hệ giữa số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên. Thì nó sẽ là U1 nhân cho đây, giữa thằng này là 11 số, 11 số thì sẽ có 10 khoảng. Vậy là quy mũ 10. Rồi, quăng số vô. U11 đang tìm. U1 có rồi. À, xui cái quy chưa có. Rồi, quay lên tính quy. Cái gì chưa có thì mình tính bổ sung. Rồi, để tính quy thì liên hệ giữa hai số hạng liền kề. Ha. Mình vẫn sử dụng hai cái công thức đó thôi. Chưa có qua công thức mới nha. Vẫn sử dụng hai công thức đó. Hai số hạng liền kề nè. Rồi, số hạng phía sau thì bằng số hạng phía trước nhân quy. Rồi, số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên thì n số. N số thì có n trừ 1 khoảng, quy mũ n trừ 1. Đây, 11 số, 11 số thì 10 khoảng. Rồi, thì thằng này là để cho khác với thằng này tí thì thầy lấy đại của U3 nha. Cái U3 thì mình sẽ so sánh với cái U2. Đây, hai số hạng liền kề mà. U3 thì sẽ bằng U2 nhân cho quy. Rồi, quăng số vô, mình sẽ tính được quy. Rồi, từ đây mình suy ra được quy bằng 8 chia trừ 4 trừ 2. Rồi, em có quy rồi, em quăng xuống đây. Mình sẽ ra được U11. Cái chỗ này quy của mình âm dương hay không quan trọng nha em. Người ta cho số nào thì mình cứ tính ra số đó và mình nhận thôi. Quy của mình là công bội thì nó âm hay dương gì cũng được hết. Thậm chí nó bằng 1 luôn cũng được. Rồi, đây mình sẽ có kết quả là 2048. Rồi, xong.
quá đơn giản. À, bài này tí thầy cho làm chung với cổng luôn nha. Đây, dạng quen nè. Rồi, thằng này em suy nghĩ thử. Vẫn là hai công thức cũ thôi nha. Hai số hạng liền kề. Và số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên. Rồi, ở đây mình phân tích. Nếu em còn nhớ cái cách phân tích của thầy hôm bữa thì chỗ này em sẽ biết nên làm gì. Đây, phân tích. Ở đây thì em nhìn và em sẽ thấy hệ này của mình chỉ có hệ hai phương trình thôi, nhưng mà mình có tổng cộng nè, 1 2 3 4. À, vậy là hệ phương trình của mình có 4 ẩn. Rồi, 4 ẩn đó là U2, U2, U3, U4 và U5. Rồi, hệ hai phương trình mà 4 ẩn hiển nhiên là không giải được nha. Tại vì hệ hai phương trình thì mình chỉ giải được hai ẩn thôi. Rồi, vậy thì đây là hướng giải quyết. Rồi, như thầy đã nói rồi đó, hệ hai phương trình thì chỉ giải được hai ẩn thôi. Vậy thì hướng giải quyết của mình á thì mình sẽ đưa về hai ẩn. À, hướng giải quyết đó là đưa về hai ẩn. Và hai ẩn này là hai ẩn cơ bản, hai ẩn cơ bản đó chính là U1 và Q. Rồi đưa về bằng cách nào thì áp dụng hai công thức nãy giờ mình xài đó. Rồi, thử vô bài này. Rồi, bây giờ U5 của thầy nha. Thì so sánh nó với số hạng đầu tiên nha. Rồi, U5. U5 so với số hạng đầu tiên thì nó sẽ là U1 nhân cho Q mũ 4. Từ 1 cho tới 5 là 5 số thì 4 khoảng. Rồi, cộng trừ trừ U3. U3 thì nó chính là U1 nhân Q mũ 2 bằng 114. Rồi, thầy ghi lại để em theo không kịp. Thằng này nó chính là U5. Thay vì giờ ghi U5 không ghi, ghi này. Rồi, thằng này nó chính là U3. Thay vì ghi U3 thôi, không ghi U3, ghi cái này. Rồi, thằng dưới là U4. U4 thì nó sẽ là U1 nhân Q mũ 3. Rồi trừ U2 là U1 nhân Q. Rồi, đây chính là U4. Đây chính là U2. Rồi tới đây thì nó không có, nhìn nó có vẻ nó không đơn giản như thằng cấp số cộng ha. Thằng này không có giải hệ được. À, nhìn rối quá.
Rồi, em làm như thế này cho thầy. Để rút được những cái ẩn này á, thì mình sẽ đặt nhân tử chung trước, rồi sau đó chia. Đây, đặt nhân tử chung nha. Cái gì chung đặt ra hết cho thầy. Giờ mình có U1 nè. Đây có U1 nè. Q mũ 2, Q mũ 4 nè. Vậy mình đặt cái phần chung ra. Đó là U1, Q bình. Tất cả đều có U1, Q bình. Thì mình đặt cái U1, Q bình ra. Rồi bên trong U1, Q bình. Vậy bên trong thằng này nó sẽ còn là Q mũ 2. Rồi, thằng này đặt ra hết rồi. Nó chỉ còn một thôi. Rồi, thằng dưới cũng vậy. Đặt hết ra. U1. Rồi, U1, Q. Bên đây có U1, bên đây có U1, bên đây có Q, bên đây cũng có Q. Vậy thằng còn này, thằng bên trong nó sẽ còn là Q bình trừ 1 bằng 72. À, tới đây thấy bắt đầu hơi ngon ngon rồi nha. Mình thấy hai trên dưới giống nhau nè. Vậy thì nếu chỗ này nha, trên dưới giống nhau để mất được á, thì mình phải chia đúng không? Đây, thầy giả sử thầy có một phép chia chỗ này. Thì trên dưới giống nhau gạch, đấy, trên dưới giống nhau gạch. Rồi, vậy thì lúc này mình sẽ thực hiện phép chia. Thầy đặt này là số 1, thằng này là số 2. Nó là ý tưởng giải đó nha. Vậy thầy lấy 1 chia 2. Rồi mình chia theo vế nha. Rồi U1 Q bình nhân Q bình trừ 1 chia cho U1 Q nhân Q bình trừ 1. Rồi vế bên kia thì là 114 chia 72. Đó, cứ vế trái chia vế trái, vế phải chia vế phải. Rồi đây, gạch, gạch. Trên dưới giống gạch. Rồi Q bình chia Q thì hiển nhiên Q bình chia Q thì nó chỉ ra còn Q thôi. Giống như A bình, hồi đó giờ mình học X bình chia X á. X bình chia X thì mũ 2 chia mũ 1 thì nó còn X. Rồi vậy Q của mình nó sẽ bằng 114 chia 72. Một bốn chia à, thầy ghi nhầm, cái đề người ta cho là 144. Đây 144 mình chia thầy ra thấy số hơi xấu. Rồi vậy thằng này ra được 2. Rồi xong chưa, người ta kêu gì à, người ta hỏi U1 nữa ha. Rồi vậy mình đi tính U1 thêm cái nữa. Quy là xong rồi nè. Đây Q chính là con bội nè. Rồi, giờ chỗ này U1 tính sao đây? Q bằng 2. Thầy tạm thời thầy sẽ xóa bên này đi, xóa hết cho dễ nhìn. Rồi nhớ trong đầu là quy bằng 2 nha. Rồi thầy bóc lại một thằng ra, muốn bóc nào bóc, bóc nào cũng được. Đây thầy bóc cục này ra. À hóa ra phương trình này của mình chỉ có hai ẩn thôi mà ẩn quy mình lại có rồi. Vậy thì mình thế quy vô đây chắc chắn mình sẽ tìm được U1 nha. Vậy thì U1 nhân cho hai bình phương nhân cho hai bình phương trừ 1 bằng 144. Còn nếu không thích phương trình này, thấy phương trình này khó khó chịu ngứa mắt quá, có thể chọn phương trình giữa nha, chọn thằng nào cũng được như nhau thôi. Rồi từ đây mình sẽ tính được U1. Đó, cộng trừ nhân chia. Rồi, nó ra được 12. Rồi, xong vấn đề. Vậy cuối cùng Q của mình bằng 2 và U1 bằng 12, xong. Đó, những bài toán này người ta, thầy thấy mấy cái đề người ta rất là thường hay cho. À, và cái cách giải của nó mình cũng đã có cái hướng giải rồi, nên mà mốt cho mấy thằng này thì em đừng có nên bỏ nó.
Rồi mình làm một bài tương tự ha, nhưng mà dễ hơn. Thằng này là quá dễ luôn. Đây, ý tưởng tương tự, mình cứ chuyển về hết U1 và Q. Rồi U6 nó chính là U5 à, U1 nhân Q mũ 5. U9 nó chính là U1 nhân Q mũ 8. Rồi nguyên cục này nó chính là U6 nha. Nguyên cục này nó chính là U9. Rồi như cũ ha, thầy lấy trên chia dưới. Còn không thích thì lấy dưới chia trên cũng được nha. Muốn chia sao chia thoải mái. Rồi lấy 2 chia 1 đi. Rồi ta được. Rồi cứ chia vế theo vế thôi. U1 quy mũ 8 nè. Chia U1 nhân quy mũ 5 nè. Rồi bằng trừ 81 chia cho 3. Rồi em thấy thằng nào gạch được thì cứ gạch. U1 gạch được nè. Quy mũ 8. Quy mũ 8 mà chia cho quy mũ 5 thì mình chỉ còn là quy mũ 3 thôi. À, vậy quy mũ 3 sẽ bằng tính cái thằng này ra bao nhiêu? Rồi, trừ 27. Rồi từ đây mình lấy căn bậc 3 hai bên. Căn bậc 3 thì nó là số âm là bình thường nha, chỉ có căn bậc 2 mới không được số âm thôi. Vậy mình lấy rút căn bậc 3 hai bên. Mình sẽ ra quy bằng trừ 3. Rồi như cũ, bóc đại một thằng ra. Thầy bóc đại U6 này. U6 nó sẽ bằng U1 nhân quy mũ 5 bằng 3. Mà quy mũ 5, à quy thì thầy vừa tính được rồi nè. Đây nó dưới này nè, đem quăng lên trên này. Vậy U1 nhân trừ 3 mũ 5 nó sẽ bằng 3. Rồi em cứ như cũ, cộng trừ nhân chia ra được kết quả. Rồi cuối cùng nó sẽ ra được là trừ 1 phần 81 ha. Rồi xong hết bài. Rồi thêm câu nữa đi. Rồi như thầy phân tích nãy giờ, thử tập phân tích thằng này coi. Đây, phân tích. Hệ của mình rõ ràng nhìn vô là thấy hả, hệ ba ẩn. Rồi ba ẩn đó nó chính là U4. U4, U5 và U7. Rồi, hệ hai phương trình mà ba ẩn thì hiển nhiên là không thể giải được rồi. Rồi lúc này hướng giải quyết. Rồi giải quyết nó là đưa về hai ẩn như cũ nha. Đưa về hai ẩn cơ bản nó là U1 và Q. Rồi, vô. Rồi U5. U5 thì nó sẽ chính là U1 nhân quy mũ 4, năm số 4 khoảng. Rồi trừ
U14. U14 thì nó sẽ bằng U1 nhân Q3, 4 số, 5 khoảng, 4 số thì 3 khoảng. Rồi bằng -72. Rồi U7. U7 thì 7 số, 6 khoảng, vậy U1 nhân Q16. Thằng này U4, 4 số, 3 khoảng. U nhân Q3 bằng -216. Rồi như cũ thôi, cứ đặt nhân tử chung ra là em sẽ thấy. Gom nhân tử chung ra thì nó là U1 nhân đặt hết ra nha, có cái gì chung đặt hết ra cho thầy, đừng có tiết kiệm nha. Đừng có đặt nhín nhín, đặt hết ra. Q13 nè. Chỗ này đừng có thấy Q đặt Q ra thôi nha, đặt hết ra luôn. Rồi bên trong mình chỉ còn là Q trừ 1 thôi. -72. Rồi thằng dưới cũng vậy, đặt hết ra U1 nhân Q mũ 3. Bên trong mình còn là đặt Q mũ 3 ra thì còn Q mũ 3 trừ 1. Rồi bằng -216. Rồi thầy làm một phép toán nhanh ngay đây luôn nha. Thầy chia thẳng ra đây luôn. Rồi thầy lấy 2 chia 1. 1 chia 2, 2 chia 1 gì cũng được. Rồi thầy rút nhanh luôn. Đây. Quá giống. Quá giống thì bỏ. Vì mình còn lại cái gì? Mình sẽ còn lại được là Q mũ 3 trừ 1 chia Q trừ 1 bằng. Rồi hai số này chia nhau. À, ra 3, ra số rất là đẹp. Nhưng mà chỗ này hơi căng ha, chưa ra được ha. Rồi, em nhìn thử đi. Nghĩa nghĩa xíu sẽ thấy liền. Rồi chỗ này có thể nhân chéo qua, nhân chéo qua rồi giải phương trình mặt phá thôi, có gì đâu. Hoặc là chỗ này khai triển hằng năng thức rồi rút gọn luôn cũng được. Rồi quy mũ 3 trừ 1 bằng 3 quy trừ 3. Đó, nhân chéo qua. Rồi quy mũ 3 trừ 3 quy chuyển qua thì là cộng 2 bằng 0. Rồi giải phương trình mặt 3 ra được quy. Phương trình bậc 3 thì mình bấm máy thoải mái. Rồi thì bấm ra được hai nghiệm là trừ 2 với 1. Rồi, ngoài ra thì chỗ này em có thể khai triển hằng năng thức lũy thừa 3 rồi đơn giản tử mẫu cũng được nha. Nào cũng được hết. Rồi mình có hai cái quy là trừ 2 với 1. Rồi lúc này bài này của mình có hai đáp án nha. Tại mình đâu có lý do gì mình nhận hay mình loại nó ha. Cứ ra nhiêu lấy nhiêu thôi. À nhưng mà coi lại. Một. À, để thầy ghi lại trên đi. Quy bằng trừ 2. Quy bằng 1. Rồi thì mình phải xem lại cái quy bằng 1 của mình nha. Tại vì sao? Nếu chỗ này nè. Đây.
Chỗ này nếu mà quy bằng 1 á, quy bằng 1 thì nguyên cái cục này là 1 trừ 1 ra 0. Mà không nhân với cái nùi này làm sao ra được trừ 72, đúng không? Nên chỗ này mình không có nhận được nha. Chỗ này mình loại nha. Mình loại thằng này. Đây, thầy giải thích lại nha. Nếu mà chỗ này quy của em bằng 1 thì 1 trừ 1 ra 0, mà không nhân cho nguyên cái nùi này thì nó phải ra 0 chứ không phải là ra là trừ 72 ha. Nên chỗ này mình bắt buộc phải loại cái quy bằng 1 thì mình chỉ nhận được thằng này thôi. Rồi, nãy mình làm cái kia thì nó cũng ra hai kết quả này thôi. Rồi, thế vô, quăng vô. Quăng vô đâu? Tùy em chọn thôi, quăng vô đâu quăng. Trên cũng được, dưới cũng được. Thằng này mình bóc nó ra à, với quy bằng trừ 2. Rồi, thế vô đây thì mình sẽ ra được U1. U1 nhân trừ 2 mũ 3. Rồi, nhân trừ 2 trừ 1 bằng trừ 72. Rồi, từ đây em tự suy ra U1 được ha. Cứ cộng trừ nhân chia chuyển bế qua. Rồi, thôi mình qua dạng tiếp theo. Rồi, bài này cũng khá là quen nè, bên cấp số cộng mình có làm thằng na ná vậy rồi. Đây, người ta nói là có 6 số nha. Mà số đầu là 1. Số cuối là 128. Vậy thì U1 nè. Này U1 của mình là 1. Rồi, ở giữa thì sẽ là 4 số nữa. Rồi, số hạng cuối của mình nó sẽ là U6, U4. U6. À, cứ 6 số hạng thì thằng này đầu tiên thì này là U1 ha. Đây 6 số nha. Thì thằng này U1 thì số hạng cuối nó sẽ là U6. Từ 1 tới 6 là 6 số. Rồi vậy em biết áp dụng gì rồi đúng không? Có số hạng bất kỳ nè, có số hạng đầu tiên nè, thì cứ áp dụng công thức giữa số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên. Đó chính là U6 sẽ bằng U1 nhân Q mũ 5, 6 số 5 khoảng.
Rồi, có số, quăng vô. Nhiều khi em cũng không cần đọc cái đề coi nó hỏi cái gì đâu nha. Tại vì cho dù nó hỏi cái gì á, thì em có hai cái dữ liệu này thì em bắt buộc phải áp dụng công thức này thôi. À, chứ mình không cần lựa chọn đâu. Người ta không cho mình lựa chọn. Rồi, quăng số vô. 1, 2, 8 bằng U1 là 1 nhân quy mũ 5. Rồi, từ đây mình sẽ tìm được quy. Em rút căn bậc 5 hai bên. Ồ, sao ra số hai xấu, lấy hệ còn lại có sai không? Có 6 số hàng đầu là 1, số hàng cuối là 128. 128 bằng 1 nhân quy mũ 5. Ừ, rồi thôi chịu thôi. Người ta cho số 6 thì mình bắt buộc phải làm 6 thôi. Rồi vậy quy của mình á, nó sẽ bằng căn bậc 5 của 128. Rồi thằng này mình không rút được. Rồi vậy mình bắt đầu đi tìm cái dãy của mình. Người ta là kêu tìm các số hạng của các số nhân này. Rồi, người ta cho là U1 với U6 thì mình sẽ đi tìm những thẳng giữa. U2, U3, 4, 5, 6. Rồi, thằng này U1 của mình là 1 ha. Thì cứ đi qua đây thì mình cứ nhân thêm quy thôi. Thì mình sẽ có thằng này là căn bậc 5 của 128. Rồi, từ đây qua đây mình cứ nhân thêm quy nữa. Rồi thì thằng này là căn bậc 5 của 128 mũ 2. Rồi tiếp như vậy. Đây là căn 128 mũ 3. Rồi cuối cùng là căn 128 mũ 5. Thì căn bậc 5 của 128 mũ 5 thì nó ra là 128 luôn á. Đề này người ta cho số hơi xấu. Nhờ đây, thằng B cho số đẹp nè. Con B ngon nè. Rồi, tương tự như vậy thôi ha. Người ta cho 5 số hạng. Mà số hạng đầu thì hiển nhiên luôn luôn phải là U1 rồi. Số hạng cuối, 5 số hạng mà thằng này là U1 thì này nó sẽ là U5, số hạng cuối là U5. Rồi, như cũ. Áp công thức vô số hạng bất kỳ và số hạng đầu tiên. Rồi ở giữa là mình sẽ nhân thêm quy mũ 4. Rồi có số hết rồi, quăng số vô cho thầy. 2, 4, 3. U1 là 3. Rồi quy mũ 4. Rồi từ đây mình sẽ tính được quy. À, thì em chia 3 ra trước. Chia 3 qua trước là lấy căn bậc 4 hai vế. Rồi căn bậc 4 thằng này nó ra được là chỗ này cẩn thận nha. Tính quy mũ 4 trước đi. Rồi suy ra quy. Em cẩn thận chỗ này. Số hạng đầu, số hạng cuối
Thì quy của mình á, lúc này nó ra tới hai trường hợp lần nha. Nếu mà em bấm ra nó chỉ ra 3 thôi á thì nó không đúng đâu. Nó còn ra trừ 3 nữa. Tại vì em thử lấy trừ 3 mũ 4 lên xem. Trừ 3 mũ 4 thì nó vẫn ra được 81. Vậy chỗ này kết quả của mình ra là cộng trừ 3 đó. Chứ chỗ này mà lấy quy ra quy căn bậc 4 2b mà ra quy bằng 3 không lại bị thiếu á. Nhớ căn thì sẽ có trị tuyệt đối, mà trị tuyệt đối thì nó sẽ ra là cộng trừ. Rồi. Xác định cái dãy U1 cho tới U5. Rồi trong hai số này thì có lẽ là mình chỉ nhận được một số thôi nha, mà mình phải tùy theo cái dãy của mình á. Thằng này là 3, thằng này là 2 4 3. Thì em thấy á, thầy giả sử nha, số dương quy dương thì chắc chắn được rồi, thằng này ra dương nè, số dương nhân dương ra dương, này dương luôn rồi. Nhưng mà thầy thử lấy số âm xem được hay không nha. Rồi thầy lấy trường hợp là quy bằng 3 trước đi, quy bằng 3 rồi nhân lên, từ đây qua đây nhân thêm quy là 9, nhân thêm quy nữa là 9 3 27. Rồi 27 nhân thêm 3 ra 81. Rồi 81 nhân 3 ra nữa ra ra được 243. Rồi trường hợp thứ hai quy là trừ 3. Rồi từ đây qua đây thì mình nhân trừ 3 nha. Quy nhân trừ 3 thì mình ra trừ 9. Rồi ở đây qua đây nhân thêm trừ 3, trừ nhân trừ thì mình sẽ ra được cộng. Rồi tiếp tục. Ở đây nhân trừ 3 tiếp. Nhân trừ 3 thì dương nhân âm thì ra âm. Rồi thằng này vẫn ra được 243 nha. Đây, từ đây qua đây là mình nhân trừ 3. Ở trên á, dãy trên là mình nhân 3, còn dãy dưới á, là mình nhân trừ 3. À, âm à, dương nhân âm ra âm, âm nhân âm ra dương, rồi cứ xen kẽ như vậy. Thì lúc này có hai giá trị thỏa mãn rồi nha, câu chừng thiếu á, lưu ý coi chừng thiếu cái quy bằng trừ 3. Nha, quy bằng trừ 3 nó vẫn thỏa mãn được cái này. À, thì hiển nhiên là mình thiếu phân nửa thì mình chỉ được phân nửa số điểm thôi. Rồi thằng này số cũng đẹp nè, mình làm luôn thằng này thử để thầy coi kịp không. Rồi thằng này tới thì cho về nhà. Rồi mình làm một số bài về tổng đây. Rồi chỗ này người ta cho em hàng này. Hàng này thì không quan tâm người ta hỏi gì thì mình em cũng phải biết là áp dụng công thức gì rồi đó. Thì hàng này cho số hạng bất kỳ ha. Cho hai số hạng bất kỳ.
Đây. U3 bằng 18. U6 bằng trừ 4, 8, 6. Rồi thì mình có thể chuyển về U1 và quy cho cả hai thằng này, nhưng mà chỗ này thì có một cách ngắn hơn á. Thế thì em coi U3 nè. U3 thì tới U4, tới U5. Trên này đi. Rồi từ U3 cho tới U6 nha, đếm nha. Một khoảng nè, hai khoảng nè, ba khoảng nè. Vậy thì rõ ràng U6 của mình nó sẽ bằng U3 nhân cho quy mũ 3. À, cái này thì công thức nó không có nha. Cái này chỉ là mình tự nhận xét thêm thôi. Hoặc là em có thể làm theo cái cách nãy giờ mình làm cũng được. Nó sẽ hơi lâu hơn tí. Đó, cứ đếm giữa U3 với U6 là bao nhiêu khoảng thì cứ nhân thêm quy mũ đó vô. Rồi, có số hết rồi, con vô. 4, 8, 6. Rồi, từ đây em sẽ tính được quy. Chia qua rồi rút căn bậc 3 hai vế. Rồi, nó ra được là trừ 3. Rồi, xong một thằng. Quy xong rồi nè. Rồi tới U1. U1 thì em có thể sử dụng một trong hai số này, nào cũng được. Sử dụng U3 để cho số nhỏ nha, U6 số hơi lớn. Vậy U3 của mình nó sẽ bằng U1 nhân cho quy mũ 2, ba số, hai khoảng. Rồi, có số hết rồi, quăng vô. 18 bằng U1 đang tìm trừ 3 bình. Rồi, từ đây mình sẽ tính được U1. Rồi, U1 của mình là 2. Rồi, thằng tiếp theo, xong. Thằng cuối cùng, S6. S6 thì công thức thì ôn lại công thức của thằng này nha. Nó là công thức cuối cùng á, công thức số 4. Đó là tổng của N số hạng. Tổng N số hạng đầu tiên. Đầu tiên có cấp số nhân nha, còn cấp số cộng mình có công thức khác nha em. Vậy SN của mình á, nó sẽ bằng U1 nhân cho 1 trừ quy mũ N chia 1 trừ quy. Cái này thì phải chịu khó học công thức này. Công thức này hơi khó nhớ tí. Rồi, vô, cứ quăng vô thôi. S6. S6 thì sẽ bằng U1 nè. Cái U1 này không có ảnh hưởng tới N nha. U1 nhân 1 trừ quy mũ n. N của mình lúc này là 6. Đây. N bằng 6. Tổng của 6 số hạng đầu tiên á. Rồi, quy mũ 6 chia cho 1 trừ quy. Rồi em đã viết ra được công thức rồi thì từ công thức mình thế số vô mình tính rất là dễ dàng. U1 này tính được là 2. Rồi, quy của mình là trừ 3 ha. Nhớ cái dấu trừ cái này là công thức của người ta nha. Còn quy của mình là trừ 3 thì nó khác nha. Nhớ đóng ngoặc mở ngoặc. Rồi, chỗ này em bấm máy tính một phát ra được số. Quan trọng là mình nhớ công thức thôi. Chứ việc bấm máy tính này không còn quan trọng nữa. Rồi đây. Thì bài của người ta hiển nhiên người ta muốn cho gì người ta cho, miễn nó vào cái công thức của mình được rồi. Thì công thức em học nó chỉ cũng có quanh quẩn bốn cái công thức cơ bản đó thôi, chả có gì đặc biệt hết.
thì nó đảo cho này cho kia rồi cho này tiệm kia cho kia tiệm này thôi. Em cứ học thuộc bốn công thức đó. Rồi nhìn coi người ta cho cái gì thì mình sẽ áp dụng công thức liên quan tới thằng đó. U1, UN. Rồi rõ ràng là công thức giữa một số hạng bất kỳ với số hạng đầu tiên chứ còn gì nữa. UN bằng U1 nhân Q mũ N. Rồi quăng số vô hết chuyện. 486. U1 là 2, Q là 3. Rồi, tính 3 mũ N trước đi. 486 chia 2 là 243. 3 mũ N nó sẽ bằng 243. Rồi, chỗ này em học 11 hả? Học 11 thì chỗ này để tìm ra được N thì em chưa biết công thức ha. 243. Rồi thầy sẽ chỉ ba cách để tính ra được n, thì em muốn tính cách nào tính? Ba mũ n. Rồi cách 1 nha. Thì chỗ này để tính được n á thì mình sẽ lấy log 3 hai vế ha. Log 3 hai vế. Log của log 3 của 3 mũ n bằng log 3 của 243. Rồi từ đây mình suy ra thì này mình có thể đem n ra ngoài. Rồi, log 3 của 243 thì mình bấm máy tính được. Rồi đây chữ log của mình nè, log nè. Log 3 243 rồi bằng 5. Vậy n của mình là 5. Rồi thì cách này thầy cũng biết là em chưa học tới. Thì bạn nào đã tìm hiểu được tới cái chỗ này á, thì có thể áp dụng công thức này. Ok, thoải mái. Bởi vì thằng này nó cũng là công thức của 12 chứ không phải là của mình. 12 mình sẽ được học này. Rồi không biết thì không sao, sử dụng cách 2. Nhiều cách lắm, toán học vô số cách. Rồi cách 2 là mình sử dụng chức năng solve. Chức năng solve. Rồi cái này thì đa số các bạn đều biết hết ha. Rồi nhập cái này vô. Nhập 3 mũ n bằng 243. Rồi thầy ví dụ thầy nhập thử cho xem. 3 mũ n. 3 mũ n thì cái n của mình nó đặt là ít đi. Cái tên biến không quan trọng đâu. Bằng 243. Rồi bấm shift nè. Đây chữ shift nè. Rồi chữ solve nằm dưới này nè. Rồi bằng. Máy nó sẽ tự dò cho mình ra được 5 nè. Suy ra n bằng 5. Đây là cái thứ hai.
Rồi cái này thì chắc là đa số phổ biến các bạn đều tính thằng này. Rồi mình vẫn còn một cách nữa nha. Rồi cái này thì nó sẽ thuận tiện cho em, sau này mình sẽ còn dùng tới thằng này. Đó là mình sử dụng cái chức năng phát của máy tính đó. Sử dụng phát FACT. Rồi thì 3 mũ N của mình á, nó sẽ bằng đây. Em bấm cho thầy 243 đi, 243. Rồi bấm dấu bằng ha. Rồi, thấy cái chữ phát thấy không? Ngay chữ B á, FACT nè. Rồi bấm Shift phát thì nó sẽ tự động nó phân tích về cái dạng mũ cho mình. À, nó chính là 3 mũ 5 nè. Đó, thấy chưa? 3 mũ 5. Rồi thì rõ ràng 3 mũ n bằng 3 mũ 5 thì n bằng 5 chứ còn gì vô đây nữa. Thì n bằng 5, rồi xong. Rồi đây là ba cách em có thể tham khảo. Rồi mình muốn dùng cách nào mình dùng. Cách nào cảm thấy thích, thấy thuận tiện, dễ nhớ thì dùng. Rồi thì ba cách đều bấm ra được n bằng 5 hết ha. Rồi xong. Rồi, hai thằng này dễ mình làm được luôn. Mấy câu tính tổng này thì em chỉ việc nhớ công thức mà áp vô thôi. Rồi, thôi vô. Nhà này không có gì khó khăn hết ha. Người ta kêu em tính S6 tức là tổng 6 số hàng đầu tiên. Rồi, tôi áp công thức chưa? S6 bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ 6 chia 1 trừ quy. Rồi xong hết chuyện ơi, có hết luôn rồi nè. Rồi U1 thấy không, quăng vô cho thầy 1 trừ cho trừ 2 mũ 6 chia cho 1 trừ cho trừ 2. Rồi chỗ này em cứ bấm máy tính ha, cứ bấm coi nó ra cái gì đó thì mình ghi nhớ vô. Rồi đây chính là tổng 6 số hàng đầu tiên.
của cấp số cộng à, cấp số nhân. Rồi, thằng bên đây quốc y chang cho thầy. Nhưng mà cẩn thận nha. Mình sẽ có phải cái phải bổ sung á. Rồi S4 nè. S4 là tổng bốn số hàng đầu tiên. Thì là U1 nhân cho 1 trừ quy mũ 4. À, công thức. Đây, công thức SN thì bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ N chia 1 trừ quy. Rồi chia 1 trừ quy. Rồi quan số vô. À, xui cái đề không cho U1 ha. Đây, thầy chừa sẵn cái lỗ đi tính U1 bổ sung nè. Thì em nhớ công thức, em sử dụng thường xuyên em nhớ thì em sẽ biết à, áp vô công thức này mình sẽ thiếu cái gì liền ha. Công thức này mình cần quy và cần U1. Đây, chưa có U1. Có quy nhưng chưa có U1. Rồi 1 trừ 2 mũ 4 chia 1 trừ 2. Rồi U1 thì tính bổ sung thôi, có gì đâu. U1 thì có quy liên hệ với U7 nè. Hả? Số hạng bất kỳ. Số hạng bất kỳ bằng số hạng đầu tiên nhân cho 7 số nha. 7 số 6 khoảng quy mũ 6. Rồi quăng số vô. 1, 9, 2 bằng U1 nhân 2 mũ 6. Rồi, từ đây tìm U1 dễ dàng. Rồi, U1 là 3. Rồi, em quăng số 3 vô này. Rồi, bấm máy tính ra kết quả. Thì hiển nhiên cái đề của em á thì nó chắc chắn sẽ có câu khó và có câu dễ. Thì mình phải nắm chắc những cái câu dễ trước ha. Còn những cái câu khó thì mình sẽ đi từ từ lên. Chứ đừng có làm mà ba hồi làm được câu dễ, ba hồi làm được câu khó, rồi câu dễ mà mình làm sai nữa thì nó học mấy câu khó cũng vậy à ha. Nên mấy cái thằng này á, mấy cái thằng này nó cũng không phải là quá dễ đâu nha. Nó cũng là cái đề mà thường người ta thường hay cho á. Thì em công thức, học kỹ công thức và áp dụng mấy cái chỗ này, áp dụng cẩn thận cho thầy. Coi chừng sai số, sai này, sai tùm lum tà la đó. Rồi, có thằng này coi bộ hơi lằng nhằng nè. Rồi thằng này thì sao đây? Áp dụng công thức gì? Chỗ này có tổng nè, thì sử dụng công thức tổng thôi. S7, 7 số hàng đầu tiên. U1 nhân thử dưới này đi. S7 bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ 7. Chia 1 trừ quy. Rồi em coi cái gì thế số được thì thế vô cho thầy. Biến đổi tương đương hả? Biến đổi tương đương rồi, ok. Biến đổi tương đương thì ghi trên đây cho nó dễ biến đổi. À, cứ coi công thức có cái gì, áp công thức đó vô trước nha. Rồi mình coi cái gì đó thì mình bổ sung sau, chứ mình đừng có ngồi mà mình lây hoay, mình tưởng tượng không ra là mình hồi mình bị đuối luôn á. Đó, cứ áp công thức vô trước. Rồi chỗ này chưa biết sao hết nha, cứ thế vô cho thầy. Thấy vô. Ở 7 có rồi nè, 384. Quy có rồi luôn, quy là 2. Nhân 1 trừ 27. Rồi U1 chưa có nè. Ghi U1 lại. À, vậy hóa ra trong cái phương trình này của mình đó, nó chỉ còn đúng một cái ẩn duy nhất, đó là ẩn U1 thôi. Thì chỗ này em cứ tính U1 đi ha, rồi coi mình cần gì đó mình tính thêm. Mặc dù đề hỏi U2 nha, nhưng mà hồi nãy giờ hàng không có quan tâm tới thằng này ha. Cho dù người ta hỏi cái gì đi chăng nữa thì mình có cái công thức của S7 thì mình bắt buộc phải áp dụng công thức của S7 mới ra được những thằng người ta hỏi, thì cứ áp dụng trước đi.
Chứ người ta hỏi cái này em bị loay hoay em suy nghĩ à, làm gì mà có cái công thức nào mà liên hệ giữa U2 với F7, là lúc đó thôi bị tiêu quá nha. Cứ áp dụng cái công thức F7 vô cho thầy. Còn người ta hỏi cái gì đó kệ người ta, tí mình tính sau. Rồi, nhân chéo qua. Nhân chéo qua chiên này xuống, rồi đi tính được U1. Rồi, số hơi xấu nha. 384 từ 127 rồi bằng 384 phần 127. Nhưng mà người ta hỏi U2, U2 có U1 thì tính U2 quá dễ luôn. U2 bằng hai số liền kề, U1 nhân Q. U1 vừa tính được thức thì xong. Q đề cho. Rồi, bấm máy tính ra U2 xong. Khi em xem lại thì em dừng em xem từ từ nha, tại vì thầy giảng một mình cái nhịp giảng của thầy nó rất là nhanh. À, nhiều khi thầy giảng nghe nghe nhanh quá nghe không kịp á, thì cứ à chỗ này chưa hiểu bấm lại dừng ngay chỗ đó coi coi mình ổn hay không, coi coi mình cần tính cái gì hiểu hay chưa rồi mình hãy đi tiếp. Rồi, có một bài này khá là hay nè. Bài này nó là tổng hợp của nguyên cái cấp số cộng của mình, à, cấp số nhân của mình luôn. Một bài tập tổng hợp cả công thức. Rồi à, chắc là thầy phải giải câu A tại vì mấy thằng kia nó đều dính tới câu A hết. Câu A như cũ thôi nhé. Câu A thì hệ này quá quen rồi. Biện luận tương tự em chuyển về hai ẩn cho thầy. Rồi mấy thằng này thầy giải gọn nha. Làm tương tự nãy giờ. Rồi chuyển về hai ẩn. U1. Rồi, U5 nó chính là O1 Q14. Rồi U2 là O1 Q. Thằng này là O1 Q15. Rồi rút. Rút nhân tử chung. O1 chung nè. Rồi. Ở dưới là O1 Q chung nè. Rồi, chiến lược như cũ ha, chia. Lấy dưới chia trên, trên chia dưới gì đó. Rồi, chỗ này giống nhau em rút, chỗ này giống nhau rút. Vậy cuối cùng mình chỉ còn quy thôi. Ha, vậy mình có được là 1 phần quy, nó sẽ bằng 1 phần quy nó sẽ bằng 51 phần 102
Vậy thì đó, từ đó mình suy ra độ quy 102 phần 51 vậy là ra 2 đó. Nghịch đảo lại. Rồi có quy thì tính độ U1. Đây, thế vô đây. Thế vô đâu? Thế vô đây đi. Vì U1 nó sẽ bằng thế 2 vô đây. 24 rồi chia xuống sẽ ra được U1 như nãy giờ tính. Rồi nó ra được là 3. Rồi câu B. Câu B của người ta là tổng. Người ta không có nói x10 nha, nhưng mà em phải tự hiểu nha, mình phải biết cái định nghĩa x10 nó là cái gì. Tổng có 10 số hàng đầu tiên nó chính là x10, rồi x10 bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ 10 chia 1 trừ quy. Rồi có số hết rồi, khó khăn gì đâu. Rồi em thế vô. U1 mình tính được là 3, quy là 2. À, rồi chỗ này em thế, em bấm máy tính ra được kết quả. Câu tiếp theo. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu sẽ được cái này. Người ta hỏi là tổng của bao nhiêu số hạng đầu sẽ bằng cái này, thì thằng này nó chính là SN của mình á. Ha. Tổng của N số hạng đầu nó sẽ là SN. Vậy SN của mình nó sẽ bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ N chia 1 trừ quy. Rồi quăng số vô. Đây tổng người ta cho là 765 bằng U1 có rồi, quy có rồi. Rồi từ đây em bấm máy tính à, sử dụng chức năng shift sol nữa ha, mình sẽ ra được N. Rồi anh cuối cùng. Số này là số hạng thứ mấy? À cái thằng này người ta đang hỏi UN đó nha. Cái số này đang là số hạng thứ mấy thì mình đặt tên nó là UN đi, mình chưa biết số hạng thứ mấy mà, cho nó là một số hạng tổng quát UN nào đó. Vậy UN của mình á nó sẽ bằng so sánh với số hạng đầu tiên. Số hạng đầu tiên nhân quy mũ N. Rồi vậy thì tương đương. Quăng số vô. UN người ta cho là 12288 rồi bằng U1 em có rồi là 3, quy có rồi là 2. Vậy từ đây mình tính tương tự mình sẽ ra được N. Thì N, thí dụ N bằng 10 thì nó là số hạng thứ 10, nó chính là U10 á. Đó đơn giản vậy thôi. Thì em thấy là từ nãy giờ mình học quá trời quá đất, làm bài tập quá trời quá đất, nhưng mà nó chỉ xoay quanh đúng bốn cái công thức thầy đã dạy thôi, nó không có nằm ngoài. Chỉ là nó cho thằng này nó hỏi thằng kia, hoặc cho thằng kia hỏi thằng này. Thì em cứ coi nó là những công thức đó là liên hệ của ai với ai, liên hệ của cái gì với cái gì, và mục tiêu để tính cái gì, thì em sẽ biết em áp dụng công thức nào thôi. À, thầy cho thêm vài bài tập về nhà em làm thêm. Rồi em tập tập giải mấy cái hệ này cho nó quen. Cái hệ này đề cho rất là nhiều, người ta rất là thích cho.
Rồi, em làm thêm mấy bài tập này ha. Làm bài tập nhiều vô cho nhớ công thức. Rồi, thôi, buổi sau mình sẽ học tiếp.